vườn lan đã bị bỏ hoang. Trên gian chỉ còn vài chậu cây. Chủ vườn đã bật hộ âm tín. Từ thông tin mà các nạn nhân mua phải hoa lan đột biến giỏm cung cấp, phóng viên báo Thanh Niên đã thâm nhập và trực tiếp xác minh những vườn lan nổi đình nổi đám trên mạng xã hội với nhiều cuộc giao dịch mua bán, nhưng nay đều đóng cửa. Chủ vườn bật vô âm tín. Khu vườn lan này ở thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, nơi ông Nguyễn Văn Sự cùng với chủ vườn là Trần Văn Tuyến, Trần Văn Đạt từng giao dịch mua bán hàng tỷ đồng hồi cuối năm 2020. Giữa tháng 4 vừa qua, vườn này đã bị bỏ hoang. Trên giàn chỉ treo vài chậu cây. Một góc vườn, chăn chiếu đồ dùng sinh hoạt cá nhân cũng bị bỏ lại. Ông Sự không còn cách nào để liên lạc với người từng bán giống lan cho mình. Chủ khu đất nơi đặt nhà vườn này là ông Bùi Thanh Phóng xác nhận đã cho một nhóm người thuê lại để kinh doanh lan, nhưng nhiều ngày nay họ đi đâu không rõ. Họ một cái nhóm lúc nãy tôi đã chơi ấy. Đấy, nó làm 6 đứa ấy. Nó quảng lan lên nó giao dịch. À, không phải hưởng nguồn gốc trong vốn của nhà tôi, không phải đâu. Lan này cũng không phải là lan của nhà ông. Không, chẳng, tôi có vườn lan, tôi có lan. Mà thuê ông một tháng bao nhiêu tiền? 10 triệu ạ. Không có giấy tờ, không có. Không có giấy tờ hợp đồng gì hết. Cái tháng thành cho tiền. Nó thuê thuê gian và đồng thời là thuê tôi tắm tưới nước cho nó hàng ngày. Đến bây giờ trường hợp không có lo đây tôi vẫn tưới. Nhưng mà ngày xưa khi mà ông làm cái giàn này thì mục đích ban đầu là định làm cái gì không? Thấy ở xung quanh Yên Thủy này là người ta dựng làn, tôi không biết buôn lan hiểu chưa, thì tôi dựng cho người ta thuê. À, thế là trường như ở Yên Thủy đấy rất có nhiều cái gian như ông. Nhiều đây là để nó chuyến các đối tượng nó vào thuê để trồng lan chứ không phải chắc nhà một mình nhà ông đấy. Từ đường mòn Hồ Chí Minh về Hà Nội, theo trục đường mòn Hồ Chí Minh với xóm đây mấy chục dàn này nữa. Ui. Từ đây mình nhìn sang mấy cái vừa dùng thương mà dàn bên này nữa này. Một nhà vườn nổi tiếng khác là Bảo Nam cũng bị nhiều người tố cáo lừa đảo. Nhà vườn này có hai chi nhánh, một đặt tại ngã ba chợ Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Địa chỉ còn lại là nhà số 1, ngõ 83, thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Vườn Bảo Nam ở ngã ba chợ Gốt được xây dựng bề thế nhưng cũng là vườn đi thuê đất, thuê nhà. Theo chủ ngôi nhà, vườn đóng cửa từ nhiều tháng nay, không có giao dịch. Tương tự ở chi nhánh còn lại, vườn lan được đặt trên tầng 3 của một ngôi nhà bề thế, dụng cụ trồng lan bị bỏ lại chất thành đống. Số lan còn lại cũng chỉ là các loại lan không có giá trị. Chủ ngôi nhà này phản ánh cũng bị xã hội đen đến nhà quấy nhiễu khi tìm người bán lan đột biến để đòi nợ. Các cơ quan chức năng ở Hòa Bình và Hà Nội cho biết đã nhận được nhiều trình báo tố cáo liên quan đến các giao dịch lan đột biến với tổng trị giá số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số những loại phương thức thủ đoạn khác nhau. Đấy, thứ nhất là đối với lại các nhà vườn mà tự phát trong quá trình này là cũng chưa có cái cơ quan nào gọi là quản lý cấp nào để mà chính thống. Vì vậy nên các đối tượng lợi dụng địa bàn của người khác đến có thể hợp đồng giao dịch tương tự bằng miệng với nhau để sau đó là thuê đất dựng giàn và sử dụng các cái hình thức phương tiện thông tin như qua mạng xã hội đấy, qua những các thông tin khác để lôi kéo những người khác tham gia vào đấy để mua bán giao dịch phong lan giá trị cao đấy, và sau đó sau khi thực hiện xong hành vi đấy thì các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, bỏ đi khỏi địa phương không rõ, không xác định được ở đâu. Chính vì thế đây cũng là một cái phương thức thủ đoạn rất là tinh vi dẫn đến những khó khăn trong công tác điều tra xử lý đối với tội phạm loại này. Cảnh sát điều tra Hà Đức đã tiếp nhận 6 đơn tố giác của công dân tố giác về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch mua bán hoa lan đột biến diễn ra xảy ra trên địa bàn của huyện Hoài Đức. Thì qua cái xác minh sơ bộ thì cơ quan cảnh sát điều tra xác định là các cái địa điểm giao dịch của 6 cái vụ việc mà kinh doanh tố giác này, thì xác định là những cái một số cái đối tượng liên quan mà đã xác minh được nhân thân lai lịch
thì là người ta không phải công dân trên địa bàn huyện Đức, mà đến người ta thuê nhà để làm nơi giao dịch cái việc mua bán. Thiếu tá Lê Quyết Thắng cho biết, công an huyện Hoài Đức đang phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra truy xét những đối tượng bị tố cáo lừa đảo mua bán lan đột biến.